bạn đang nghe từ Phonos Tổng tác sách Thiên Ngà Đèn Tác giả Nassim Nicholas Taleb Trước khi phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Ngà Đèn, chúng ta vẫn luôn tin rằng Tất cả thiên nga đều có bộ lông màu trắng. Sự kiện bất ngờ đó đã thay đổi toàn bộ thế giới quan của nhân loại về thiên nga. Chuyên gia hàng đầu về chống khủng hoảng kinh tế, Nassim Nicholas Taleb, đã dựa vào sự kiện trên để đặt đưa ra khái niệm thiên nga đen, nhằm nói về những biến cố tưởng chừng không thể xảy ra nhưng lại có thể xảy ra. Thiên nga đen tượng trưng cho những bí ẩn sâu bên trong lòng chúng ta là dấu hiệu tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đáng chú ý trong cuốn sách Thiên Nga Đen, xác suất cực nhỏ, tác động cực lớn. Nội dung thứ nhất Chúng ta không biết nhiều thứ nhưng lại hành động như thể có thể dự đoán được mọi điều. Khái niệm phản thư viện được tác giả nêu trong sách cho rằng những cuốn sách ta đã đọc không đóng vai trò quá lớn trong việc vùng đắp trí thức điều quan trọng nằm ở những cuốn ta chưa đọc nghĩa là điều ta chưa biết hãy thử hình dung về cách mà bạn bắt đầu ngày mới có phải trước khi đánh răng rửa mặt mặc quần áo trong đầu bạn đã hình dung hôm nay mình sẽ gặp ai làm việc gì để có sự chuẩn bị phù hợp và sự chuẩn bị đó lại vô hình chung tạo ra một chuỗi các hành động hướng tới tương lai được lặp đi lặp lại mỗi ngày trong quá trình tiến hóa, bộ não con người phát triển theo cách thức nhất định để phân loại thông tin. Tuy nhiên, khi lượng thông tin quá nhiều, con người bắt đầu gạn lọc những gì mình cho là phù hợp nhất và bắt đầu hành xử theo cách lập trình đó. Tuy nhiên, rõ ràng không phải ngày nào cũng như ngày nào. Và khi có điều bất ngờ xảy ra, bộ não lại luống cuốn tìm cách lý giải mọi thứ. Một trong những hành vi sai lầm nhất của con người là xu hướng dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai bằng cách lấy quá khứ làm lời giải thích. Hãy tưởng tượng cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 vào tòa tháp đôi tại Mỹ, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 hay sóng thần Sumatra ở Indonesia khiến 230.000 người chết vào năm 2004. Nếu biết trước những sự kiện này sẽ xảy đến, bạn sẽ không bị sốc hay ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong một ngày bình thường não không cho phép ta suy nghĩ rộng hơn những diễn biến thường tình trong nhiều năm tác giả đã nghiên cứu về việc con người tự nghĩ rằng mình đã biết nhiều điều hơn so với lượng kiến thức thực tế theo tác giả đó là vì não bộ con người rất khó nhìn nhận các chi tiết cụ thể khi tập trung nhìn vào tính tổng quát và ngược lại do đó chúng ta thường không thể thực sự ước tính các cơ hội dễ bị suy nghĩ theo hướng đơn giản hóa Vô tình làm hạn chế tầm nhìn của sự tưởng tượng. Có thể hiểu rằng, yếu tố thiên gà đen chính là những điều ta không biết nhưng đã, đang hoặc sẽ xảy ra mà không theo logic hay lập luận chúng ta. Vì thiên gà đen là một sự kiện quan trọng trong lịch sử, các nhà nghiên cứu rất muốn giải thích nó sau khi nó đã xảy ra trong thực tế và suy đoán về cách nó có thể được phát hiện. Nội dung thứ hai quá khứ là bước chân dung hoàn hảo của mỗi người mặc dù con người luôn hướng mình đến tương lai nhưng rõ ràng thứ thuộc về họ vẫn luôn là quá khứ có thể nói quá khứ là toàn bộ không gian để tạo ra con người tạo ra kiến thức tâm hồn lẫn kinh nghiệm quá khứ là miền thực miền tinh thần của mỗi người vì nó gắn liền và xác định một con người cụ thể miền tinh thần của một cá thể phản ánh kích thước tự do bên trong người nào có đời sống tinh thần phong phú đa dạng thì người đó có tự do tinh thần ngược lại nếu đời sống tinh thần khô héo thì có nghĩa là tự do bên trong không đủ lớn để tạo ra động lực phát triển cho người đó không ai thông báo với nhân loại rằng tôi có miền tinh thần này hay miền tinh thần kia cũng không ai biết chắc chắn miền tinh thần của mình có hình dạng ra sao tuy nhiên mỗi người cần phải có ý thức làm chủ cái tự do bên trong mình một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bạo lực gia đình không thể vì có một gia đình mới mà quên đi những trải nghiệm tồi tệ đã có một người từng bị tẩy chay rất khó để hòa nhập trong môi trường mới mà thực sự tự tin hay dám thể hiện bản thân do đó tác giả cho rằng phần đông những người trưởng thành dù thành công hay không đều nỗ lực đi tìm câu trả lời cho những việc đã xảy ra trong quá khứ. Vì chính những yếu tố thiên gà đen xuất hiện bất ngờ trong quá khứ, đòi hỏi họ phải quay trở lại tìm kiếm lời giải cho riêng mình. Yếu tố thiên gà đen vì thế chỉ có thể xác định khi nó đã xảy ra. Nội dung thứ ba Chuẩn bị tâm thế tự tin dù không biết khi nào thiên gà đen tới. Một biến cố thiên gà đen có ba đặc điểm chính. Một là không thể dự đoán, hai là có tác động nặng nề, và ba là sau khi nó xảy ra, người ta mới dựng lên một lời giải thích để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, dễ dự đoán hơn so với bản chất thật của nó. Yevgenia Nikolayevna Krasnova vốn là một tiểu thuyết gia vô danh, chưa có tác phẩm nào được xuất bản. Cô từng là một nhà khoa học về thần kinh và yêu thích triết học, nhưng không một ai chú ý đến các bản thảo của cô. Sau cùng, Genia đành phải đưa toàn bộ bản thảo cuốn A Story of Recursion, tạm dịch, câu chuyện về sự đệ quy của mình lên Internet. Lúc này có một ông chủ của nhà xuất bản nhỏ đề nghị xuất bản cuốn sách và chấp nhận điều kiện của cô là không biên tập bất kỳ câu chữ nào. Đổi lại, ông chỉ trả cho cô một số tiền nhỏ so với mức tiền bản quyền chuẩn. Thực tế là ông ta hầu như chẳng mất gì. Cô đồng ý vì không còn lựa chọn nào khác. Điều bất ngờ là cuốn sách của cô bắt đầu nổi tiếng, trở thành một trong những thành công vĩ đại và lạ lùng nhất trong lịch sử văn học. Hàng triệu bản được bán ra và cô nhận được cái gọi là sự tán dương của giới phê bình. Cuốn sách của cô được dịch ra 40 thứ tiếng. Trong câu chuyện này, cuốn sách của Yevgenia chính là một thiên nga đen. Yếu tố thiên nga đen là những gì nằm ngoài khả năng dự đoán của bạn. Chính vì vậy mà bạn không thể nào biết hết tất cả những gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Việc của bạn là tự tin với những gì mình đam mê và luôn giữ sự chủ động trong cuộc sống. Hiểu được quy luật của thiên gà đen là không có quy luật sẽ giúp chúng ta nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng, đón nhận những thông tin không mong muốn một cách tích cực hơn. Ta không thể biết được khi nào thiên gà đen sẽ tới, nhưng ta có thể sửa soạn tâm thế đón nhận cho mình bạn thân mến thiên ngà đen là cuốn sách bao quát nhiều chủ đề từ hiện tượng kẻ thắng lấy hết tác động của sự tình cờ vô số những bất định xảy ra trên thế giới cho đến những ý tưởng sai lầm về khả năng dự đoán tương lai của con người và quan trọng hơn cả là những ý tưởng này đã được tác giả khéo léo sâu chuỗi thành một lý thuyết chung giúp ta nhận ra được vốn kiến thức ít ỏi của mình và từ đó thay đổi cách nhìn thế giới Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Thiên Nga Đen trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.